Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng, cộng tác viên của đài VOA, vừa bị một tòa án ở Hà Nội kết án 5 năm tù trong một phiên tòa xét xử được nói diễn ra vào tuần trước mà gia đình không được thông báo và không được tham dự. Hôm 6 tháng 9, bà Trần Thị Niêm, mẹ của ông Lê Anh Hùng, gọi điện cho một điều tra viên hỏi tin tức về con trai và được người này cho biết như vậy, bà kể với VOA. Đúng, chứ vừa 30 thằng tạm nhưng mà nó cũng không bảo, không thông báo cho tôi à. Thế nên tôi phải lên trên công an hỏi chủ điều tra, chủ nói tôi. Như vậy là để sang năm khoảng thời gian năm, thời gian này là nó được trả. Tôi vẫn nói là gì, con tôi cũng có tội chứ 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 mà sao mà xử nặng như thế. Họ nói ra rồi là nghe lắm rồi. VOA đã liên lạc với Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an thành phố để tìm hiểu thông tin về phiên xử, nhưng chưa được phản hồi. Bà Niêm cho biết rằng gia đình không thuê luật sư bào chữa vì điều kiện kinh tế không cho phép, và hơn nữa, trước đó gia đình nhận được tin từ cơ quan chức năng nói rằng con trai bà từ chối luật sư bào chữa. Bà cho VOA biết thêm rằng bà có đến trại giam số 1 Hỏa Lò vào sáng ngày 7 tháng 9, nhưng không được thăm gặp con trai. Ông Hùng đã bị giam giữ hơn 4 năm, được xem là nhà báo bị giam cầm lâu nhất ở Việt Nam trước khi có án. Trước đó, ông được chuyển từ Viện Tâm Thần về trại giam số 1 sau quyết định hồi tháng 5 năm nay của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Hà Nội. Ông bị bắt vào năm 2018 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Ông là một blogger hay lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam và từng là cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.